Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Việt Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Dọa con trẻ bằng cách để bé lại giữa đường. Một đôi nam nữ đi xe máy chở theo bé trai khoảng 2 tuổi. Không hiểu vì lý do gì, đôi nam nữ bất ngờ dừng xe để bé trai đang quấy khóc giữa đường rồi quay xe, giả vờ bỏ đi rồi dừng lại. Bé trai vì quá sợ hãi liền đuổi theo. Đúng lúc này một xe máy khác đang di chuyển ngược chiều đi tới tông trúng khiến em bị hất văng ra xa. Đây là nội dung đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến hàng ngàn phụ huynh đau tim. Xem clip, nhiều người dự đoán hai người này chỉ định dọa cho bé trai sợ. Tuy nhiên, chính hành động khó hiểu này đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Nguy hại với trào lưu dọa trẻ, quỷ quái. Cha mẹ, anh chị bỏ chạy, đứa trẻ bị nhốt một mình trong phòng kính. Những khuôn mặt quỷ quái cùng hiệu ứng âm thanh mang rợ xuất hiện. Cảnh la hét, đập cửa, van xin của những đứa trẻ được quay lại. Người lớn thì đứng bên ngoài cánh cửa thích thú, dọa trẻ với mục đích khiến trẻ cảm thấy sợ hãi để nghe lời. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những câu nói như: nếu không nghe lời mẹ, con sẽ bị ông công ông kẻ bắt đi. Hay là nếu con không ngoan, con sẽ bị bỏ lại một mình. Những lời này không chỉ khiến cho trẻ cảm thấy sợ hãi, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển lâu dài của trẻ. Nhưng liệu rằng việc giáo dục bằng sự sợ hãi và lời hăm dọa có phải là phương pháp giáo dục đúng đắn hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và thảo luận về vấn đề này, đồng thời đưa ra những phương pháp thay thế giúp cho trẻ phát triển trong một môi trường an toàn, yêu thương và giúp con cái trưởng thành một cách tự tin và mạnh mẽ. Và ngồi bên cạnh Việt Linh lúc này là Thạc sĩ Trần Hương Thảo, chuyên gia tâm lý, người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong cuộc trò chuyện về chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Việt Linh xin được gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Trần Hương Thảo đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào Việt Linh và xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, dưới góc nhìn của mình, sau khi xem đoạn video mở đầu chương trình thì chị Thảo có suy nghĩ như thế nào về những hành vi của phụ huynh khi mà dạy dỗ con theo cách như vậy? Tôi cho rằng đây là một trong những cái sự hiểu lầm rất nghiêm trọng về phương pháp giáo dục của cha mẹ. Bởi vì có một số phương pháp giáo dục người ta xem ở trên mạng nhưng người ta xem không tới, thế thì thành ra đến khi áp dụng thì nó lại sai. Tức là ở trên mạng đang lan truyền một phương pháp gọi là dạy con không la mắng, tức là mình sẽ không mắng bé mà mình sẽ dạy bằng những cái hành động thiết thực. Bởi vì người ta hiểu được rằng trong cái phương pháp giáo dục đó thì cái hành vi của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi của con. Và bé ở trong cái độ tuổi rất nhỏ như vậy, con có một cái tư duy được gọi là tư duy trực quan hành động, có nghĩa là việc gì làm thì bé sẽ nhớ, với còn việc gì mà nói thì bé không có nhớ. Thế thì thành ra là cha mẹ này sẽ bắt đầu tôi thực hành dạy con không la mắng bằng việc là dạy cho con biết là nếu như con hư như vậy thì để con xuống giữa đường, hoặc là cho con ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói với con là nếu như con còn tiếp tục cái hành vi hư như vậy nữa thì sẽ nhận được cái bài học như vậy đó một cách trực quan. Thế nhưng mà người ta học nửa vời, thế thành ra là khi áp dụng thì họ quên đi mất rằng là có những cái địa điểm thì tôi có thể sử dụng cái phương pháp trực quan đó với con, còn có những cái địa điểm thì không thể, bởi vì là con còn rất nhỏ và con không biết được cái gì là nguy hiểm, cái gì là an toàn, và con cũng không biết được là làm như thế nào đối phó với một cái xã hội xung quanh, với những cái môi trường xung quanh có rất nhiều những cái sự thay đổi liên tục. Và trong cái tư duy của con á, thì con đang rất là chậm, con chỉ có thể phản ứng được A bởi vì con đã từng trải qua cái đó rồi, hoặc là con phản ứng B theo cái bản năng của con. Thế thì khi rơi vào trong trường hợp mà con không được đặt trong một cái vùng an toàn để mà mình dạy con những cái hành vi đúng thì con sẽ gặp rất là nhiều những cái sự nguy hiểm. Như vậy thì có một số phụ huynh nghĩ rằng cách này là giúp cho trẻ phải tuân thủ quy tắc. Thế nhưng mà điều này có thể tạo ra sự sợ hãi, căng thẳng và đôi khi làm cho trẻ cảm thấy là thiếu an toàn. Chị Thảo có thể chia sẻ cho mọi người những mặt tiêu cực mà cách dạy con này, phương pháp này mang đến về lâu dài được không? Người ta nghĩ rằng là nếu mà tác động vào thể xác con sẽ nhớ lâu hơn. Và sự thực thì đúng là miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Người ta thấy được một lần có tác dụng của cái việc sử dụng cái tắc bàn tay phải thì người ta sẽ tiếp tục sử dụng những cái quy tắc đó về sau. Và vì con người của mình á, nó có một cái điều diệu kỳ như thế này, tức là chúng ta có cái cơ chế thích ứng về mặt cảm giác. Có nghĩa là nếu cái gì mà tác động vào em một lần thì em sẽ thấy nó mới mẻ,
Nhưng mà đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm thì cái đòn roi nó không còn tác dụng nữa. Và lúc này thì người ta sẽ phải tăng cường cái mức độ lên, cái cấp độ. Tức là lần đầu thì tôi vụt nhẹ, lần sau phải vụt rất mạnh thì còn mới nhớ. Càng về sau cái sự đánh đập đấy nó càng trở nên dữ dội hơn. Và trẻ có một cái cơ chế tư duy trực quan hành động như chúng ta đã thấy đó, thì con sẽ thấy rằng là à, vậy thì từ nay về sau tất cả mọi vấn đề mình sẽ giải quyết bằng bạo lực. Bởi vì mình đã được thụ hưởng cái đó, người ta, mình không làm được cái điều này, bố mẹ đánh mình làm được. Vậy lần sau nếu mà người khác không làm được cái điều gì đó, tu quắn người ta luôn. Thì cái này nó là một cái bài học mà mình đang dùng chính cái hành vi của mình để dạy cho con. Về lâu về dài thì con chắc chắn sẽ trở thành cái người bạo lực khi mà lớn lên trong cái môi trường như vậy. Bởi vì là cái phản ứng đấy là thích hợp và con thấy được là nó có kết quả, cho nên là con sẽ học theo nó. Mặt khác thì chúng ta thấy được rằng là ngoài cái chuyện mà đánh con như thế thì cha mẹ còn thêm một cái điều nữa là hù dọa con bằng các cái thế lực siêu nhiên. Trong khi đó đầu óc của trẻ rất là non nớt, và thậm chí nhá, có những cái đứa trẻ lên 3 tuổi bé chỉ có thể phân biệt được 5 màu sắc cơ bản, 5 cái hình khối cơ bản, tức là cái lượng thông tin vào trong đầu con nó rất là ít như thế, và cái thế giới của con nó rất là bé nhỏ như thế. Mà bắt đầu mình đưa vào trong đầu con những cái thông tin gì và với tần suất nhiều, đâu phải phụ huynh chỉ dọa một lần, phụ huynh sẽ dọa rất nhiều lần, cứ hơi một tí là lại ơ ông kệ này con. Một cái thế giới mới tinh ở trong đầu của con đã được xây dựng lên, và con tin rằng thế giới đó là thật. Thế khi mà đã xây dựng xong cái thế giới đó trong đầu của con như vậy thì con sẽ lớn lên cùng với một cái tầng vô thức. Tức là lớn lên thì mình đã bắt đầu biết được rằng là những cái nhân vật đó không còn tồn tại, chỉ là trong câu chuyện thôi. Nhưng mà cái nỗi sợ thì nó vẫn còn ở trong cái phần vô thức, và cái phần vô thức của con người bất hạnh thay thì nó lại lớn hơn cái phần có ý thức của chúng mình rất là nhiều. Do nó sẽ bắt đầu làm cho đứa trẻ trở nên thiếu tự tin với cái thế giới xung quanh. Bởi vì thế giới xung quanh có đầy những cái sự lừa dối như vậy, đến bố mẹ tôi là người thân với tôi nhất mà còn lừa tôi như thế. Mà có lẽ đúng như chị Thảo đã từng nói, cái gì mà sai nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, đôi khi chúng ta lại nghĩ là nó là đúng. Và nó đã đi vào tiềm thức thì ở lại đó rất lâu, và có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ về lâu về dài. Thậm chí ngay cả chúng ta đây, đôi khi chúng ta không biết rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi những tiềm thức đó, và nó gây ra những cái niềm tin sai lệch đối với thế giới quan của mình. Có một phương pháp mà các bậc phụ huynh thường sử dụng, đó là cảnh báo về những hậu quả nếu như mà trẻ không làm đúng hay là không tuân theo quy tắc. Nhưng mà đôi khi sự khác biệt giữa một lời cảnh báo và một lời hù dọa là khác nhau, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được rõ ràng. Vậy thì có những câu nói như là nếu như con không học bài, con sẽ bị điểm kém, hoặc là nếu như con không nghe lời, sẽ có người đến bắt con đi. Những câu nói này sẽ khiến cho trẻ thấy lo sợ, đúng không chị? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt giữa một lời cảnh báo và một lời hù dọa? Thế thì chúng ta sẽ thấy được rằng là bản thân của cái người đưa ra hù dọa đấy, họ cũng không biết là cái việc tiếp theo nó sẽ xảy ra là cái gì. Và họ chỉ đang gọi là làm quá lên một cái hậu quả mà có thể xảy đến thôi. Hoặc là họ đang bịa ra một cái hậu quả mà nó sẽ không có thật. Bản thân họ tự ý thức được điều đó mà. Cho nên là chính cái sự mà không hiểu biết rõ ràng của cha mẹ mới khiến cho người ta đưa ra những cái lời hù dọa. Còn một người cha mẹ có hiểu biết rất là rõ ràng thì họ sẽ đưa ra những cái lời cảnh báo mà nó có tính chất khoa học ở trong đó. Mình ví dụ lại về cái chuyện mà nếu như con không học bài thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nếu như mà cha mẹ mà không biết là ở cái chương trình của con mình học tới đâu, rồi con mình sẽ phải thi cái gì, con mình sẽ đạt điểm bao nhiêu thì sẽ được đậu, mà con mình đạt điểm bao nhiêu thì sẽ là được học sinh khá, bao nhiêu thì học sinh giỏi, vân vân. Từng cái mức phân cấp như vậy, cha mẹ không nắm được cái điều đó nha. Thì mình chỉ nói là sau này mà học rốt đi thì rớt á. Rốt là rốt cỡ nào? Rồi rớt làm sao? Cha mẹ có hiểu biết và có quan tâm thực sự đến con này, thì khi mà trong cái quá trình làm với bé này, học bài với bé này, sẽ thấy được rằng con chỉ giải được 3 bài vậy thôi. Thế thì cái mức độ mà con giải 3 bài này nó chỉ đáp ứng được 30% cái bài kiểm tra của con thôi. Như vậy thì con chỉ được 3 điểm. Và 3 điểm như vậy là dưới trung bình rồi, là con sẽ rớt. Thế thì cái hậu quả được đưa ra rất là rõ ràng, rất là khúc chiết, và dựa trên cái hiểu biết của cha mẹ thì cái đó mới là cảnh báo. Còn nếu mình đưa ra một cái điều gì đó chung chung, và thậm chí là mình phải làm cho nó nghiêm trọng hơn, thì đó chính là hù dọa. Cho nên đừng nghĩ là cái chuyện hù dọa là có tác dụng với con. Đôi khi nó chỉ có tác dụng tức thời, bởi vì con không biết về cái thế giới đó, con không biết về cái mối nguy hiểm đó. Cái mối nguy hiểm đó hoàn toàn mới với con. Nhưng mà có những điều mà con đã biết rồi và mình đã mang ra hù dọa cho con một cách ác ý, một cách qua loa, thì ngay lập tức con sẽ có phản ứng tiêu cực lại với mình liền. Như vậy thì việc mà chúng ta hiểu trẻ và việc để mà nuôi dạy một đứa trẻ một cách khoa học là không hề dễ dàng. Bởi vì khi mà trẻ nhỏ bắt đầu khám phá thế giới xung quanh và hình thành những thói quen riêng,
không thể tránh khỏi những lúc mà trẻ không nghe lời hoặc là có những hành vi không đúng. Vậy thì làm thế nào để cha mẹ có thể ứng xử một cách kiên nhẫn và hiệu quả khi mà đối mặt với những tình huống khó khăn như thế này? Chắc hẳn là có nhiều phụ huynh cảm thấy bị thử thách và có xu hướng là dùng đến biện pháp cứng rắn như là chị Thảo vừa nói, thậm chí là hù dọa để mà kìm hãm hành vi của trẻ. Vậy trong những tình huống khi mà trẻ không nghe lời và liên tục có những hành vi sai trái, vậy cha mẹ nên làm như thế nào? Có bí quyết nào hay không để các bậc cha mẹ khi mà xem chương trình ngày hôm nay có thể nhanh chóng ứng dụng cho mình? Phải nói như thế này là rất thông cảm với các vị phụ huynh, bởi vì ông bà ta đã nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nhiều khi cha mẹ chúng ta rất nề nếp, rất ngăn nắp. Mình đã làm một cái tấm gương rất sáng cho con rồi, nhưng con sinh ra con lại rất bừa bộn. Đôi khi cái sự bừa bộn của con được sinh ra bởi vì cha mẹ quá ngăn nắp, cha mẹ luôn đi theo để thu dọn hậu quả cho con, và con cảm thấy là con không cần phải làm gì hết. Thế thì lúc đó cha mẹ sẽ làm luôn cái chuyện đó cho con. Và thậm chí là có những cái bé mình dạy rất là cố gắng nhưng mà con cũng không thể nào vào nền nếp được, và đôi khi là con rất là hư, rất là khó để mà mình có thể rèn giũa được con. Thế thì lúc đó cái chuyện mà chúng ta nổi giận nó là cái điều đương nhiên. Tuy nhiên, trong chính cái thời khắc nổi giận đấy thì cha mẹ sẽ giải tỏa bằng cách là la mắng, bằng cách là hù dọa, bằng cách là đánh con, và cái điều đấy nó sẽ càng ngày càng tăng cấp lên chứ nó không có hề giảm đi. Mình đã dọa được một lần là mình sẽ dọa lần tiếp theo, mình đã đánh con một lần, lần sau mình sẽ đánh con đau hơn. Cho nên trước khi cái điều đó xảy ra thì phụ huynh sẽ phải kìm mình lại để mình không làm cái điều đó lần đầu đã. Và bằng cách nào? Thế khi mà mình chuẩn bị nổi giận với con rồi thì mình sẽ dừng lại, mình hít vào một hơi thật sâu, mình nhìn vào một cái mảng màu gì đó, mảng màu xanh lá cây, mảng màu xanh biển, mảng màu pastel, một cái mảng màu dễ chịu để cái tâm trạng của mình nó được bình ổn ngay lập tức bởi màu sắc. Sau đó thì sao? Mình sẽ quay lại và mình nhìn con. Mình nhìn con và mình hỏi: bây giờ con có muốn nói gì không? Nếu con đang khóc thì để cho con khóc. Để cho con khóc xong, và sau khi mà con đã qua cái cơn đó rồi, hai bên ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Thế thì nhiều phụ huynh á, là sẽ có cái xu hướng là ôm lấy con để nói. Những cái thời điểm đó thì không nên. Những cái thời điểm bình thường mình trao đổi với nhau thì được. Lúc này mình không nên thắt chặt cái sợi dây tình cảm giữa hai người nữa, mà phải dừng nó lại. Để mà con đang chịu trách nhiệm với hành vi của con với tư cách là một cá nhân, và tôi với tư cách một cá nhân, ba mẹ có cái nhìn đúng với cái vấn đề này này, ba mẹ có cái quyền để đưa ra những cái giới hạn cho những cái vấn đề này, và tại sao ba mẹ lại có cái quyền như vậy, nó có đảm bảo được cái gì cho con hay không, hay là nó có xâm phạm vào cái gì của con hay không, thì mình phải cho bé thấy được rằng là không, toàn bộ những cái điều mà cha mẹ đang làm như thế này đều là vì cung cấp cho con lợi ích, chứ không phải là ba mẹ muốn như thế là vì ba mẹ muốn. Con không có nhìn thấy bản thân con ở trong đó, con không nhìn thấy nghĩa vụ và trách nhiệm của con ở trong đó thì con sẽ không muốn làm. Con sẽ tự ra được những cái quyết định cho mình dựa trên tất cả những cái gợi ý của tôi về những cái giới hạn mà tôi đã đưa ra, là cái này thì được, tại sao không được? Tại vì cái lứa tuổi của con chỉ đến mức độ đó thôi. Quả thật rất là thú vị trong chủ đề nuôi dạy con trẻ. Bởi vì bản thân những người lớn, các bậc cha mẹ đôi khi trong việc đối diện với các vấn đề của con cái mình cũng là đối diện với những vấn đề bên trong bản thân mình, đúng không chị? Và đôi khi nếu như chúng ta đọc một mình, chúng ta chưa có một góc nhìn nào khác, thì chúng ta có thể đến với những cuộc trò chuyện như thế này để có thêm một góc nhìn khác và khoa học hơn. Kính thưa quý vị, có lẽ là nỗi sợ trong thời thơ ấu có thể dễ dàng đi theo và ám ảnh con trẻ cho đến suốt cuộc đời. Cho nên những bậc cha mẹ thì luôn cần bảo vệ cho con của mình. Trên hành trình nuôi dạy con cái, con đường an toàn và bền vững nhất chính là giúp cho con hiểu được điều hay lẽ phải và khiến con cảm thấy mình được yêu thương. Ở một môi trường lành mạnh giúp trẻ có thể học được cách phân biệt đúng sai, phát triển những kỹ năng xã hội và cảm nhận được sự hỗ trợ từ người lớn. Sự kiên nhẫn, sự đồng cảm và những phương pháp tích cực như là khen ngợi hành vi đúng hoặc là giao tiếp mở và thiết lập ra những quy tắc rõ ràng là những yếu tố quan trọng mà mỗi bậc phụ huynh có thể áp dụng để giúp cho con mình phát triển một cách toàn diện. Và hy vọng rằng những chia sẻ từ Thạc sĩ Trần Hương Thảo có thể giúp cho quý vị phụ huynh một phần nào đó áp dụng được trong quá trình nuôi dạy con của mình. Xin được chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Hương Thảo đã nhận lời tham gia chương trình và có những chia sẻ rất hữu ích. Đến đây thì thời lượng chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6 giờ 30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BPTV2 lúc 7 giờ 30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.